Nhìn cái cách em nói chuyện và nhìn cái cách em thể hiện là anh biết em ăn nhiều chưa, đừng hỏi em nữa. Nói chung ăn nhiều hay không kệ tôi đi, mấy ông có được ăn đâu mà mấy ông hỏi hoài luôn. Nói chung là em ăn nhiều ăn ít gì kệ em đi, chắc gì nói nhiều mà ăn nhiều đâu. Dạ ừ vậy đi anh, kệ em đi anh, quan trọng là kinh nghiệm được rồi. Trời ơi, kinh nghiệm xương máu của em mười mấy năm rồi anh à. Mười mấy năm rồi, không phải em mới đây đâu anh, em 37 mà. Em biết ăn chuối là năm em 24 tuổi á. 23, 24 tuổi là em biết ăn chuối rồi, mà em ăn tới giờ đó là mười mấy năm rồi đó anh. Cho nên là anh đừng có khi dễ em. Chị đâm hoài mà không chết hả? Đang kẹt xíu lên làm khoáng hả? Dạ thế ha. Tôi đấm không bây giờ? Em ăn sớm thế. Ngon nha. Rồi em ăn được nha. Nói chung là em không phải là mình tự tin gì, nhưng mà thật sự là trên cái chuyện giường chiếu thì em cũng ok. Mời mày lắm chị. Dĩ nhiên là khi mà người ta nói chuyện với cái cách người ta thể hiện nó sẽ khác nhau, nhưng mà ít nhiều gì á, nhưng mà ít nhiều gì thì người ta cũng biết mọi người ơi. Chỉ có cái vấn đề là hay hay dở thôi. Hoặc là ví dụ như là cái đối tượng mà mình làm á là ai, nó mới nói chung là mình mới thể hiện được. Nhiều khi mấy em nhỏ tuổi thì mình dễ dàng rồi, còn gặp mấy cha mà cứng cựa đó nha, coi như là mút một hồi mà gãy cái lưỡi mà mỏi cái miệng luôn á. Cái gì mà em mặn sạch bao nhiêu cái giường, trời anh làm như em sảy ngựa dữ lắm á. Em không có thích sảy ngựa anh Peter. Không nha, đó giờ chơi chưa sập giường bao giờ. Tại vì đa số là chơi trên đệm thôi. Nhưng mà em nói mọi người nghe, muốn chơi ngon là lên đệm lò xo nha. Nói chung là lên lò xo là bao luôn. Trời ơi, nó nhúng mà nó vừa đỡ mệt. Nó đỡ mệt mà cái độ nhúng của nó có thì nó dễ, nó làm cho mình ok hơn. Không có sao nghe. Không có sao nghe. Im im. Đó là khi mà mình làm tình hay là mình làm mà mình chịch nhau á, mình lên cái nệm lò xo nó ok mọi người. Nói chung cái nào mà nó có cái độ nhúng nhiều á là nó sẽ làm cho mình phê, với lại nó đỡ mệt nha. Còn mấy cái chỗ mà cái nệm mà bình thường á, má ơi luôn mất sức. Em biết bao nhiêu, trời ơi đừng có hỏi em biết bao nhiêu chai nữa, trời ơi yêu két nghe đã. Không, két là trường hợp ở dưới quê thôi. Ở dưới quê mà cái dạng như là ngủ với cái giường ấy, thiệt nhỉ. Ở dưới quê có mấy cái giường mà trời ơi lên em nói thiệt, ngủ ở dưới quê nó mệt muốn chết luôn. Mấy cái giường mà hồi xưa mà không có đệm á mọi người, trời ơi cứ lên đó nó kêu kẹt, nhúc nhích cái nó làm cái kẹt còn kẹt còn kẹt, khỏi làm ăn gì luôn. Coi như là đẩy mà quay phim chậm vậy đó. Coi như là nhích lâu lâu cái nhích phát, lâu lâu cái nhét cái nhúc hút ra đâm vô nhét vô, coi như là nhấp không. Nằm nhấp không.